Và tại sao Kỳ Lân lại đích danh chọn viên kim cương này để giới thiệu là bởi vì viên kim cương này thuộc dạng top đẹp, rất đẹp và cực kỳ đẹp. Và một điều Kỳ Lân cam kết là giá kim cương của Kỳ Lân là tốt nhất thị trường và chính sách thu tốt nhất thị trường. Nhưng bản thân mình là chủ, mình là đại diện, cho nên từng viên kim cương một, từng viên một đích thân Kỳ Lân phải đi ra GSC hoặc là BNG để giám định lại một lần nữa. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về một sản phẩm, một dòng sản phẩm, một thể loại sản phẩm vô cùng cao quý, vô cùng sang trọng, vô cùng giá trị. Đó chính là kim cương. Và trên tay Kỳ Lân đang cầm là một tờ giấy CI, một tờ giấy chứng nhận quốc tế về kim cương đảm bảo. Tờ giấy GI này là thông số của viên kim cương mà bạn này đang cầm. Và viên kim cương này được chứng nhận hai giấy, viên kim cương hai giấy, giấy GI và giấy GSC hai giấy. Đây là tất cả những thông số. Và viên kim cương này, tại sao Kỳ Lân lại thực hiện clip này để giới thiệu với tất cả quý khách hàng, trong khi rất nhiều viên kim cương, Kỳ Lân là chuyên về kim cương mà. Và tại sao Kỳ Lân lại đích danh chọn viên kim cương này để giới thiệu là bởi vì viên kim cương này thuộc dạng top đẹp, rất đẹp và cực kỳ đẹp. Còn xuất sắc đẹp hơn nữa, nó thuộc dạng IF và thuộc nước D mà VVS1 là đã đẹp lắm rồi, là quá đẹp rồi, mà đã hiếm rồi, đã là giá trị rồi. Và viên này là viên 7 ly, có rất nhiều kích thước theo yêu cầu. Quý khách chỉ cần nói tài chính đầu tư cho viên kim cương là bao nhiêu và muốn viên kim cương là có kích thước bao nhiêu thì Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho quý khách những viên kim cương như vậy. Và một điều Kỳ Lân cam kết là giá kim cương của Kỳ Lân là tốt nhất thị trường và chính sách thu tốt nhất thị trường, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những dòng kim cương tuyển chọn. Tức là kim cương thì có rất là nhiều ở ngoài kia, có thể là nhiều nơi bán, nhưng Kỳ Lân sẽ tổng hợp và tuyển chọn lại những viên kim cương của Kỳ Lân thường là thuộc trong top nước D, E, F và IF. Và độ sạch thường là Kỳ Lân là VS1 hoặc là VVS1. Và thường những viên kim cương Kỳ Lân chọn thường sẽ là 3 Excellent, cũng như Quỳnh Quang là thường là sẽ non. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị Luxury, Luxury tiêu chí Kỳ Lân là những gì tốt đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì cao cấp nhất Kỳ Lân sẽ tuyển chọn, chứ không phải là những cái gì đẹp được là đưa vào bán. Không phải, tất cả những gì Kỳ Lân giao lưu, tất cả những sản phẩm Kỳ Lân giao lưu, tất cả những dịch vụ Kỳ Lân cung cấp là những tiêu chí tuyển chọn theo phong cách Luxury Kỳ Lân, là những gì tinh hoa nhất, những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất, những gì tuyển chọn nhất Kỳ Lân sẽ giao lưu với tất cả quý khách. Đây, và camera hãy cận cảnh lại về thông số trên cái viên kim cương này. Đây là thông số mặt bàn 59%. Thường theo thông số mặt bàn theo tiêu chí chuẩn ở viên kim cương to thường là từ 57 đến 59 là ok nhất. Tùy vào mỗi cái quan điểm khác nhau, nhưng theo Kỳ Lân kinh nghiệm và theo cái cách lựa chọn của Kỳ Lân đối với những viên kim cương trên 5 ly, thường Kỳ Lân sẽ chọn là 57 đến 59. Và ở đây là 59 là chuẩn luôn. Và chiều cao là thường chiều cao là phải cỡ 62,5, nhưng mà ở đây 60 thì cũng đã tương đối ok rồi, quá tuyệt vời. Và cạnh kiết, medium, vừa, tất cả những cái thông số này đều rất là đẹp. Và ở đây thông số 2, thông số này nè, thông số 43,5 này cũng là chuẩn nhất luôn rồi, chuẩn luôn rồi. Và 13% cũng đẹp luôn. Nói chung là giấy này hoàn toàn là đẹp. Và một viên này thuộc dạng là đẹp và xuất sắc rồi. Giấy GI này Kỳ Lân đã kiểm định, đã chứng nhận, đã xem bằng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình rồi. Đồng thời đi đến một đơn vị chuyên làm việc để mà giám định có uy tín ở thị trường là STC này. Họ đã giám định lại cho mình nữa. Và nếu quý khách yêu cầu thì mình có thể đi thêm những nơi khác như BNG hoặc là Duji để mà mình đến giám định thêm rất nhiều nơi uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ check thử giấy này,
thông tin đây. Trên tờ giấy nó sẽ có mã vạch và rất đơn giản, camera cận cảnh là một chút giùm anh. Rồi, mình chỉ cần bật cái chế độ chụp bằng ảnh điện thoại thôi, chụp camera, chế độ camera thôi, chụp hình đó. Mình dơ vào cái khung của mã vạch này, nó sẽ hiện lên đường, cái đường link. Rồi, mở trình duyệt nè. Đây là truy cập thẳng vào link gốc của chứng nhận cái giấy CI này có thông số trùng khớp từ tất cả mọi cái. Và mặc dù đây là giấy chứng nhận của CI quốc tế, nhưng họ sẽ lợi dụng giấy này là giấy thật và họ sẽ mài làm những viên kim cương CVD. CVD là kim cương tổng hợp. Nó thật ra nó cũng là kim cương nhưng mà nó là kim cương tổng hợp. Và họ mài, họ làm mã cạnh khắc trên cái máy. Đối chiếu với giấy này cực kỳ trùng hợp luôn, rất trùng hợp. Cho nên là mình phải đi giám định lại nha, phải đi giám định lại. Và đặc biệt những đơn vị uy tín, đặc biệt là Kỳ Lân, mặc dù tất cả nhân viên là chuyên nghiệp đều rõ về vấn đề đó, nhưng bản thân mình là chủ, mình là đại diện, cho nên từng viên kim cương một, từng viên một, đích thân Kỳ Lân phải đi ra GSC hoặc là BNG để giám định lại một lần nữa. Bởi vì mình phải đảm bảo, mình phải chắc chắn, mình mới có khách hàng, mình mới có niềm tin với khách hàng, mình mới có sự lâu dài, mình mới có sự tồn tại trong cuộc sống này và tạo dựng thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Cho nên bắt buộc từng viên kim cương một, dù nhỏ hay to, đích thân Kỳ Lân là người đi giám định lại để an tâm tuyệt đối đưa 100% sự tin tưởng đến với tất cả khách hàng. Đây, và bây giờ Kỳ Lân đã đi tiến hành đi rồi, thì bây giờ đây là giấy niêm phong nè của bên GSC nè, và đây là đã được niêm phong lại rồi, và đây là giấy. Kỳ Lân có đi rồi thì cách cũng nên đi lại để an tâm 100%, có nghĩa là mình, Kỳ Lân đó là người, là đơn vị bán hàng, là nơi giao lưu đảm bảo tất cả những gì chất lượng nhất, tốt nhất và trung thực nhất, chuẩn nhất đến với tất cả khách hàng. Và Kỳ Lân đã làm tất cả những cái bước giám định hết cho khách hàng rồi, nhưng quý khách cũng đi giám định lại để biết chắc chắn là chọn Kỳ Lân Luxury là đơn vị phù hợp, hợp lý để giao lưu với tất cả mọi người nha. Rồi, bây giờ đối với bên này cũng vậy, cũng vô camera, bên này nó cũng có cái mã vạch nè, mình cũng giống như giấy CI vậy đó. Rồi mình cũng đưa vào camera thì hiện lên một đường link, mình sẽ bấm vào hiển thị chọn, mở trình duyệt lên. Thì tất cả thông số mà bên GSC này họ đã giám định lại á, họ có trùng khớp với giấy CI quốc tế này hay không, và coi thử nó đúng là viên kim cương thiên nhiên không. Bởi vì đơn vị này và những đơn vị khác chuyên có chức năng ngành dịch vụ họ là giám định, thì họ sẽ có những máy móc chuyên dụng nhất để mà phân tích. Thì khi mà có nghĩa là giống như là câu chuyện rất đơn giản như vậy cho các quý khách dễ hình dung nha. Có nghĩa là khi mà thời kỳ trước đây thập niên 90 thì mới bắt đầu có hình thành những viên CVD thôi, nhưng mà lúc đó nó chưa được tinh thể trắng như bây giờ, nó vàng vàng và nhỏ dưới 2K thôi. Dần dần theo thời gian thì bắt đầu nó phát triển lên thì có những viên kim cương sẽ trắng hơn, và sau này họ lên được những viên kim cương như thời điểm hiện tại nè, là những viên kim cương to hơn và trắng hơn và không nhận dạng được, bằng thậm chí những người có kinh nghiệm chưa chắc nhận dạng được. Rồi bây giờ sau khi họ giám định cho mình, phân tích cho mình và chắc chắn 100% với mình là kim cương thiên nhiên chuẩn và đúng viên kim cương này của giấy CI này rồi, và chính xác nó là kim cương tự nhiên rồi, đúng tất cả thông số rồi, thì họ sẽ niêm phong lại. Thì bây giờ Kỳ Lân sẽ cắt ra ha, bắt đầu mình sẽ cắt ra mình coi đẹp như thế nào. Bởi vì viên nước D mà tất cả mặt bằng độ cao chuẩn hết rồi, và viên nước D mà 3 Excellent Quỳnh Quang Non thì mặt bằng chuẩn nó thì nó chiếu ôi rồi ôi luôn. Kỳ Lân cắt ra nha. Đây là cận cảnh, trời ơi nó chiếu, quá chiếu. Một viên kim cương nước D mà 3 Excellent VVS1 Quỳnh Quang Non mặt bằng chuẩn, chiều cao chuẩn, thì tổng hợp tất cả những yếu tố cộng với mài của thợ chuẩn nữa thì thành ra viên kim cương này 126 carat, và nó rất là đẹp, rất là chiếu, không còn gì để nói.
Wow, một cái mã số cạnh rất là đẹp. Ba số cuối là 689. Đây, trên giấy xe là 689 nha. Chuẩn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu, Kỳ Lân sẽ soi mặt chính diện nha. Coi bằng máy chứ mắt thường mình còn không nổi đâu, không thể thấy những cái chỗ rất là nhỏ được. Mình phải coi bằng máy móc hỗ trợ chuyên nghiệp, chuyên dụng. Rồi bây giờ lấy nét nè. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp và cực kỳ hoàn hảo. Đối với một viên nước D như thế này là thuộc rất hoàn hảo. Còn muốn đỉnh hơn nữa thì mình sẽ qua IF. Nhưng mà đối với một viên 7 ly mà nước D là thuộc dạng top rồi. Và VVS1 3 Excellent Quỳnh Văn Non thì tuyệt vời. Vâng, và như vậy video clip đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đồng hành, đã xem hết clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Và để ủng hộ Kỳ Lân thì Kỳ Lân mời quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, những dịch vụ chất lượng uy tín đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những gì chất lượng nhất, tốt nhất, đẹp nhất và an tâm nhất đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.